Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Cũng đã có cho mình những cái phương tiện di chuyển, đặc biệt là Sapau đang lấy xe, có lẽ là đi scout rồi, nhưng ở đây có tình huống sấy với ông ngắm 3x với khẩu Scaler, sấy với các thành viên của Victim VTF và chủ động dừng lại đến từ bot và cả Entry Fragger. Man cùng người đồng đội mình đang tiến ở sau lưng và vẫn chưa chút sát thương đến từ dây leo cả. Đạn không còn quá nhiều, phải thủ nhà thôi. DSC ở đây chỉ có hai người, anh Quân cùng với đó là vị trí của dây leo. Sẽ làm thế nào đây khi mà 2v4 là thời điểm này? Anh Quân đang giữ vị trí quan trọng và sẽ một thú co bát diễn ra khi mà toàn bộ đội hình của bên DSC đang đẩy về. Một đường bắn tốt, anh Quân có cho mình một mạng đưa về thứ 3v3, tiếp tục là những đá sấy ra headshot đối phương. Tonya cùng vị trí của boss bên phía của các thành viên Victim và giờ thì chỉ còn lại hai player của Victim mà thôi. Các thành viên của Archangel Creator cũng đã chạm trán với các thành viên của bên Thái Lan cũng như là cả Atletico, và công vào đến từ DSC. Teddy đang lộ vị trí nhảy qua cửa sổ và như vậy thì Victim VTF dừng lại vị trí top 15. Tất cả các kill thi đấu này đều là dành cho DSC. Divine thì đang mất người và cả Cerberus cũng vậy. Bên dưới chúng ta còn thấy cả các thành viên của QC Four Horsemen, Golden Cat cũng đã đứng rất gần với Cerberus và chúng ta phải tránh ngay cái tình trạng là Cerberus bị kẹp giữa cả Divine cũng như là QC Four Horsemen, không chính xác là Golden Cat. Ở bên này đã có tình huống táp dỉa lên, Smell đang làm tốt, Levitt bị gạt giò và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Cerberus với 3 kill thời điểm hiện tại. Và họ bắn cả vũ trụ trong tiếng này. Vừa rồi thì Aisaki bị headshot rồi, Nam C vẫn còn sống, quả nét được trả lên là rất tốt và đó, vâng, quả nét đây rồi nhưng không đủ đam. Và đặc biệt ở sau lưng Atletico thì xuất hiện thêm cái tên của DivineX. Một round đấu mà DivineX đã nghe được tiếng súng, họ biết rằng là cơ hội của họ là đây. Nóc sau lưng rồi, Sapau knock out X-Gamber. Và rồi Atletico đang gặp vô vàn khó khăn. Trước mặt là Creatory, sau lưng là DivineX. Làm thế nào để vào bò đây? Khả năng rất cao là Atletico sẽ bị clear hoàn toàn đội hình trong tiếng này. Trong khi đó thì Kill Confirm cũng chỉ lại còn cho mình có đúng một player mà thôi. Nhưng họ cũng sẽ không quá mạo hiểm vì nổ súng ra lúc này là lộ vị trí. Winnie cuối cùng bị bắt lại bởi NBK rồi và Phoenix Gaming dừng lại vị trí top 5. Một cái top không phải là quá tệ. Bom được giã ra là rất nhiều, một quyết định rất chính xác đến từ vị trí của Cryptory. Nhưng vừa rồi thì Doman gạt giò được 1405 bên phía các thành viên của Victory rồi. Reality đổi mạng thành công. Và giờ thì bên phía Cryptory họ chỉ còn lại cho mình có 3 player thôi. DivineX biết điều đó, họ đang công sang và đây là cơ hội cho DivineX. Nhưng Sapau bị bắn vào là quá đau, còn 17 máu thôi, không nên quá vội vàng đến các thành viên DivineX. Và giờ thì đang có những sấy sàng. Castel có cho mình một vị trí đứng là rất đẹp. Creatory có cho mình 7 kill và trong đó 4 kill đến từ IQ 500. Trong game đấu này IQ 500 đang gánh team hoàn toàn và Flash đứng lên thì toàn luôn bởi Sapau. Atletico dừng lại vị trí top 3. Bây giờ sẽ là gì? 4v4 và như vậy Reality với 1 chấm máu. Ui, mọi thứ là quá khó khăn dành cho các thành viên của team Creatory. Lao sang rồi, IQ 500 hạ gục Sapau. Castel knock out được vị trí của NBK. Các thành viên bên phía DivineX đang vỡ tan đội hình. Một tiếng lao sang khi mà họ có đôi chút lợi thế nhưng người bắn tốt hơn lại là đội hình của Creatory. Long Cà cũng đã nằm xuống rồi, trở lại một cái tên cuối cùng mà thôi. Forget là người còn sống cuối cùng. Forget lộ vị trí, Forget hạ không được Reality, đưa về một tiếng 1v2. Và bây giờ thì Forget liệu có tỏa sáng được trong tình huống 1v3 này hay không đây? Tiếp tục làm thùng sấy nhưng không được rồi khi mà Castel mới là người bắn tốt hơn. Và đó là top 1 dành cho các thành viên của team Creatory với 11 kill.